Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ từ quý 2 năm 2025. Luật đất đai sửa đổi có 80 điều mới. Ngang nhiên săn lấp đất nông nghiệp ở Hà Nội. Hà Nội đòi 26 tỷ đồng kinh phí cắt ngọn nhà 8B Lê Trực. Lộ doanh nghiệp muốn làm khu đô thị thông minh hơn 33.000 tỷ đồng ở Đông Anh. Thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ từ quý 2 năm 2025. Dự báo về sự phục hồi của thị trường tại hội thảo chính sách mới, trợ lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển do báo Tiền Phong tổ chức, ông Võ Hồng Thắng, giám đốc đầu tư DKRA Group cho biết, từ cuối năm 2023, thị trường đã có những dấu hiệu hồi phục. Đà hồi phục này sẽ tiếp tục và sẽ tập trung ở loại hình bất động sản nhà ở, phục vụ nhu cầu ở thực và nhà ở vừa túi tiền, đặc biệt là phân khúc căn hộ hạng B, C. Tuy nhiên, để thị trường có được sự khởi sắc rõ nét, ông Thắng dự đoán sẽ rơi vào quý 2 năm 2025 khi luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở được chính thức áp dụng vào đời sống thực tiễn. Đó là khi có những thông tư, nghị định hướng dẫn cụ thể và pháp lý bất động sản được khơi thông, tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa và có sự lan rộng, cộng hưởng ở tất cả các lĩnh vực khác. Đó là lúc thị trường bất động sản hồi phục và sẽ bắt đầu một chu kỳ phát triển bền vững. Luật đất đai sửa đổi có 80 điều mới, Ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất Đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất Đai 2024 có 180 điều sửa đổi bổ sung của Luật Đất Đai năm 2013, trong đó có 80 điều hoàn toàn mới. Theo ông Nhẫn, luật mới quy định trong phân cấp, phân quyền về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Hiện nay giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ như trước đây, việc này đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó có dự án bất động sản. Về quy hoạch sử dụng đất, Luật đất đai 2024 thủ tục đơn giản hơn, phân quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thay vì trước đây phải do Quốc hội, phân cấp phân quyền trong định giá đất, giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thay vì trước đây do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đặc biệt, Luật đất đai mới quy định đơn vị công lập được chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích trong khu đất đang sử dụng hoặc cho thuê, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất, quyền của người sử dụng đất được chuyển nhượng, được phát sinh khi tổ chức kinh tế thuê đất Trả tiền thuê đất hàng năm thì khi bán tài sản gắn liền với đất thuê có kèm theo đất, thay vì trước đó nhà nước thu hồi đất làm các thủ tục tiếp theo mới có thể chuyển nhượng đất. Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp ở Hà Nội. Thời gian qua trên địa bàn xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội diễn ra tình trạng đổ trạc thải xây dựng đất đai để san lấp đất nông nghiệp. Theo ủy ban nhân dân xã Đồng Quang Hầu hết các vi phạm đều xuất phát từ việc người dân lợi dụng lý do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xây dựng trái phép nhà xưởng và mở rộng công trình, nhà chứa vật liệu trên đất công, đất nông nghiệp được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Quang, ông Vương Duy Hùng thừa nhận có tình trạng người dân san lấp đất nông nghiệp để kinh doanh hoặc mở rộng nơi ở, đặc biệt là tại thôn Yên Nội. Ông Hùng cho rằng do dân số của địa phương ngày càng tăng, riêng thôn Yên Nội có khoảng 10.000 dân, trong khi diện tích đất ở ngày càng thu hẹp. Vì thế, người dân muốn kinh doanh các mặt hàng như vật liệu xây dựng để phục vụ bà con nhưng không có mặt bằng nên đã san lấp đất nông nghiệp. Được biết, tình trạng đổ chạc thải xây dựng để san lấp đất nông nghiệp, đất bãi diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin về tình trạng này tại các xã Cộng Hòa, xã Đồng Quang, Yên Sơn. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đã giao cho các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã xem xét, xử lý. Hà Nội đòi 26 tỷ đồng kinh phí cắt ngọn nhà 8B Lê Trực. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công ty cổ phần may Lê Trực chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng của công trình này. Tổng số tiền cần thanh toán theo hồ sơ quyết toán là hơn 26,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là văn bản thứ hai mà quận Ba Đình gửi đến Công ty may Lê Trực về vấn đề này. Theo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, đã nhiều lần mời công ty may Lê Trực tham dự các cuộc họp thống nhất giá trị quyết toán để giải quyết việc hoàn trả kinh phí cưỡng chế vi phạm tại số 8B Lê Trực. Tuy nhiên, công ty đã viện nhiều lý do không tham gia các cuộc họp. Để giải quyết dứt điểm, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình yêu cầu công ty may Lê Trực khẩn trương hoàn trả ngân sách Ủy ban nhân dân quận Ba Đình số kinh phí cưỡng chế công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực. Thời hạn hoàn trả cần thực hiện trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 quá thời hạn nêu trên nếu không thực hiện việc hoàn trả kinh phí ủy ban nhân dân quận ba đình xem như công ty có hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản nhà nước và sẽ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định theo đại diện ủy ban nhân dân quận ba đình đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2024 công ty may lê trực vẫn chưa hoàn trả khoản kinh phí này Lộ doanh nghiệp muốn làm khu đô thị thông minh hơn 33.000 tỷ đồng ở Đông Anh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án khu đô thị thông minh sinh thái tại các xã Tam Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh, huyện Đông Anh. Đến hết ngày 28 tháng 6, chỉ có một đơn vị đăng ký là liên danh Vingroup, Thái Sơn, Long Hải. Dự án có quy mô 268 ha với dân số khoảng 38.500 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 33.093 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 2.090 tỷ đồng. Hiện nay, khu đất này chưa được giải phóng mặt bằng, Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao cho thuê đất. Tiến độ thực hiện đến hết năm 2031. Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.